tham dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ sáng 20 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen để trao đổi về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế tài chính và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng cho biết Việt Nam coi trọng hợp tác kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư là ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Đánh giá cao cá nhân Bộ trưởng Janet Yellen và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có những đóng góp thực chất cho hợp tác kinh tế tài chính. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế tài chính giữa hai nước, đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Hai nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực chung lợi ích như hạ tầng và dịch vụ tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vay nợ và viện trợ, thuế quan, thị trường vốn và chứng khoán. Đề nghị phía Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ và đặc biệt là nông sản, nguồn sống của nông dân Việt Nam. Bộ trưởng Janet Yellen khẳng định, kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, Hoa Kỳ và Việt Nam luôn là những đối tác kinh tế thương mại quan trọng của nhau và Việt Nam là đối tác chủ chốt trong triển khai chính sách khu vực của Hoa Kỳ. Và hiện Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam để tăng cường tính tự cường của chuỗi cung ứng khu vực và Việt Nam có tiềm năng trong chuỗi cung ứng về bán dẫn. Hai bên cùng điểm lại những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính quốc tế, trong đó việc giảm thiểu rủi ro toàn cầu, phòng ngừa khủng hoảng tài chính, thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội sau dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xanh vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung.